Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ ba, ngày 8 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin công bố khí độc iVisual bị tấn công, triệu người mắc bệnh Hà Nội ỉm tim buồn. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến liên tục trong truyền thông trong nước và quốc tế đã đăng tải về vụ việc ứng dụng để theo dõi nồng độ khí thải ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới đã bị tấn công, và đặc biệt vụ tấn công này lại xuất phát từ Việt Nam một cách rất dữ dội. Và chính vì vậy, truyền thông quốc tế ngày hôm nay đã đồng loạt đưa tin về công ty iVisual đã bị tấn công có tổ chức từ Việt Nam. Và đây là hình ảnh các bạn có thể xem ở một số trang truyền thông quốc tế đã đăng tải về vụ việc rất nghiêm trọng này mà đang được rất quan tâm của dư luận. Đó là iVisual đã nói gì về tin bị tấn công và ô nhiễm trùm lên Hà Nội. Nhiều chỉ số cho thấy ô nhiễm không khí tại Hà Nội gần đây có vẻ trở nên trầm trọng hơn, nhưng đó không phải là tin đáng thu hút truyền thông quốc tế. Thay vào đó, theo Reuters, báo chí nước ngoài khắp nơi hôm nay thi nhau đưa tin ứng dụng iVisual bị phối hợp tấn công tại Việt Nam. Công ty này trong đó cho biết họ không đặt Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới như một số dân mạng xã hội đã lan truyền, mà đơn giản Hà Nội có những ngày đứng đầu trong các đô thị được họ cho là ô nhiễm nhất. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy ở tại Việt Nam, với hình ảnh những người đi xe máy mù mịt khói bụi, và điều rất nguy hiểm đó là những hạt bụi mịn mà có thể xâm nhập vào tất cả các nơi ở trong cơ thể, thậm chí vào máu. Và ngoài ra, đây là trang báo Reuters đã đăng tin ngày hôm nay, và rất nhiều nơi trên thế giới đã đăng tải và chuyển tiếp những thông tin này, cũng như những người có du lịch, khách du lịch tới đây, tới Việt Nam, họ sẽ biết được những thông tin như vậy, và điều đó sẽ chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc phát triển du lịch của Việt Nam trong thời gian tới. Khi môi trường bị ô nhiễm một cách trầm trọng như thế này thì không có người nào muốn đến hoặc đưa con cái mình đến đây để có thể chơi hoặc thăm Việt Nam với cái môi trường mà tồi tệ như vậy. Và đây là hậu quả mà công ty iVisual đang phải chịu sau khi thống kê theo thời gian thực về độ ô nhiễm không khí khủng khiếp tại Hà Nội đã được gây chú ý rất lớn ở trong và ngoài nước. Và chính vì vậy chúng ta đã có những thông tin tiếp tục như sau. iVisual, công ty phát triển ứng dụng do đo lường chất lượng và xếp hạng không khí, nói về việc bị tấn công này trong một văn bản công bố ngày 7 tháng 10. Do tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng trong những tuần gần đây, Hà Nội có lúc đứng đầu danh sách xếp hạng thành phố lớn của iVisual, một bảng xếp hạng ô nhiễm trực tiếp khoảng 90 thành phố lớn trên thế giới. Điều này giúp nâng cao nhận thức về các vấn đề chất lượng không khí ở Việt Nam. Tuy nhiên, iVisual cũng trở thành mục tiêu của một cuộc chiến dịch phối hợp tấn công tại Việt Nam để làm mất uy tín của chúng tôi. Đây là lời của văn bản họ trả lời. Và iVisual đã nhận được những lời lẽ lăng mạ và đe dọa được đăng trên Facebook và trên App Store cũng như Google Play Store. Do đó, các ứng dụng và trang Facebook của iVisual hiện nay không còn truy cập được tại Việt Nam, văn bản này đã nói. Và đây là hình ảnh mà văn bản các bạn có thể tham khảo. Ngay sau chương trình truyền hình video này, chúng tôi sẽ chia sẻ để các bạn có thể trực tiếp đọc những thông tin nội dung, tất nhiên bằng tiếng Anh, nhưng cũng có thể hiểu được phần nào những ý và cơ bản mà hãng này đã nói ra. Và kết quả đo được về độ ô nhiễm không khí đứng hàng đầu thế giới tại Hà Nội đã nói lên một hiện trạng hàng triệu người dân đang phải ngụp lặn hàng ngày trong môi trường bị hủy hoại của thủ đô Hà Nội. Và điều đó cũng đã được công ty này miêu tả như sau. Bà Duska, đại diện của iVisual, cho biết tất cả dữ liệu của iVisual đến từ các trạm đo đạc cảm biến PM2.5 trên mặt đất, gồm trạm đo của chính phủ hay của các đại sứ quán Mỹ hoặc của những tư nhân dùng máy đo của iVisual. Chúng tôi luôn luôn cho hiển thị tên các nguồn iVisual dùng để báo cáo chất lượng không khí để phục vụ sự minh bạch và cũng để người dùng có thể dễ dàng so sánh trực tiếp dữ liệu từ nguồn. Giải thích tại sao có tin iVisual xếp hạng Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới, đại diện của iVisual nói, đó là một hiểu lầm rất không may. Hôm 26 tháng 9, Hà Nội đứng đầu danh sách khoảng 90 thành phố lớn, được chọn từ 10.000 thành phố do iVisual theo dõi. Nhưng điều đó không có nghĩa là Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới, mà chỉ là đứng đầu danh sách những thành phố lớn này mà thôi. Đây là trả lời của bà Duska, đại diện của iVisual. Và chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin của bà ở trên trang truyền thông mạng xã hội để các bạn có thể trực tiếp vào kiểm tra cũng như trao đổi với bà về diễn biến tới đây. Và liền sau đó là những bài lời lẽ thóa mạ không ngừng nghỉ được cho rằng xuất phát từ Việt Nam với công ty này. Nghiêm trọng hơn, có nhiều người hô hào lao vào kho tải ứng dụng của iVisual tại Google Play hoặc của App Store để cố tình tấn công, đánh tụt hạng tín nhiệm
ứng dụng này một cách bất công. Và hình ảnh mà các bạn có thể thấy rất rõ trong thời gian vừa qua là những chia sẻ rất nhiều về những cái hiện tượng này đang diễn ra trên mạng xã hội. Trong đó có cả những người chưa tìm hiểu thấu đáo đã đưa ra quy chụp không bằng chứng cho trang đánh giá chất lượng không khí này, như ông Vũ Khắc Ngọc, trong mô tả ghi là giáo viên dạy hóa đăng bài viết chỉ trích iVisual đã chỉnh sửa dữ liệu nhằm bán máy lọc không khí do công ty mẹ iQua sản xuất và kêu gào các fan của mình lao vào đánh phá ứng dụng môi trường trên. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy những cái status của ông ta viết trên mạng xã hội và đã được hàng nghìn người xem và chia sẻ. Và ông Vũ Khắc Ngọc trong mô tả là giáo viên dạy hóa đăng bài chỉ trích iVisual đã chỉnh sửa dữ liệu để bán máy lọc khí cho một công ty mẹ. Thì điều này rất nguy hiểm khi ông không đưa ra bất cứ bằng chứng nào và ông đã quy chụp theo cái truyền thống của một số dư luận viên ở trong nước vẫn thường làm. Và hậu quả là trang Facebook của iVisual đó và tải ứng dụng này đã phải tạm ngừng khóa truy cập từ Việt Nam. Với chiến thắng của những kẻ phá hoại tại Hà Nội thì trên 90 triệu người dân Việt Nam đang sống trong nước mất đi cơ hội sử dụng dịch vụ hữu ích để phục vụ cho sức khỏe của mình. Và điều đó rất là nghiêm trọng. Và các bạn có thể thấy chia sẻ thêm ở những trang thông tin như sau. Về câu hỏi có phải iVisual đã chủ động rút iVisual khỏi thị trường Việt Nam vì hàng loạt những đánh giá một sao vừa qua, và nếu đúng thì làm như vậy có lợi gì cho người dùng không? Đại diện iVisual trả lời như sau. Chúng tôi chỉ có thể nói ở giai đoạn này là ứng dụng iVisual không bị chính phủ Việt Nam kiểm duyệt. Và giải thích thêm, liên quan đến hoạt động đánh giá vừa qua từ Việt Nam, Quokler và Apple có chính sách đánh giá spam và cần có thời gian để xử lý tình huống này. Khi một ứng dụng bị tấn công, khi việc này được giải quyết xong thì iVisual mới có thể tiếp tục có mặt tại Việt Nam. Và đây là cái giải thích của văn phòng của iVisual đã đưa ra trong ngày hôm nay. Và phải chăng chủ nghĩa cộng sản đã dạy và biến con người xã hội chủ nghĩa trở thành những kẻ hung tợn, chỉ biết mù quáng áp dụng bạo lực cách mạng nhằm giải quyết mọi vấn đề, kể cả trong thời bình khi Việt Nam ngày càng hội nhập và kết nối với thế giới nhiều hơn nữa. Và gần đây, hôm 1 tháng 10, thì Tổng cục Môi trường nhận định nồng độ bụi mịn PM2.5 tại Hà Nội ở mức cao nhất trong 5 năm qua, và họ đã đưa ra khuyến cáo như sau. Khuyến cáo dân Hà Nội hạn chế ra đường vì ô nhiễm không khí. Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam khuyến cáo người dân Hà Nội hạn chế ra đường do chất lượng không khí liên tục ở mức xấu trong nhiều ngày. Hôm 1 tháng 10, ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường nhận định nồng độ bụi mịn PM2.5 tại Hà Nội ở mức cao nhất trong 5 năm qua. Ông khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ em, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc các bệnh hô hấp nên hạn chế ra ngoài, tham gia giao thông và có hoạt động ngoài trời, nhưng không đề cập đến các biện pháp kiểm soát xử lý ô nhiễm với không khí này. Trường hợp có nhu cầu ra ngoài cần đeo khẩu trang, kính mắt, ông Tài nói thêm. Thì đây là cách giải quyết của các quan chức nhà nước Việt Nam hiện nay, là khi có vấn đề xảy ra một cách rất nghiêm trọng thì đáng nhẽ họ, thay vì họ tìm cái nguyên nhân và giải quyết nguyên nhân một cách triệt để và nhanh nhất, thì họ lại khuyến người dân phải chịu đựng cái điều đó bằng những cái khẩu trang, bằng cách không ra đường, bằng cách không có những hoạt động ở ngoài trời. Và như vậy thì rất khó khăn cho những cái người phải mưu sinh, có cuộc sống ở ngoài đường. Và tất nhiên với số lượng bụi mịn rất lớn như vậy thì ngay cả ngồi ở trong nhà thì những hạt bụi này cũng sẽ luẩn quẩn ở trong đó và người ta vẫn hít phải mà thôi. Và cũng đồng thời, trong ngày 1 tháng 10, Đại sứ quán Mỹ, Anh, Đức cũng đồng loạt đưa ra cảnh báo về nguy cấp về chất lượng không khí tại Hà Nội trong thời gian vừa qua và hiện nay. Và đây là hình ảnh mà chúng tôi có thể chia sẻ ngay lập tức với các bạn mà trong nước đã chưa đăng tải và không đăng tải những cái thông tin rất trung thực như thế này ở một số cơ quan ngoại giao trong nước tại Hà Nội đã chia sẻ. Mỹ, Anh, Đức ra cảnh báo đỏ về ô nhiễm không khí tại Việt Nam. Đây là hình ảnh bầu trời của Hà Nội hôm 27 tháng 9 chụp được, mờ mịt như sương nhưng thực ra đấy là bụi. Nhiều nước phương Tây như Mỹ, Anh, Đức mới phát đi cảnh báo đỏ về tình hình ô nhiễm không khí nguy hiểm ở các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, khuyến cáo công dân của mình về các tác động đối với sức khỏe của họ. Mức độ ô nhiễm không khí ở mức cao, thậm chí là nguy hiểm xảy ra ở Việt Nam, đặc biệt là các thành phố lớn, có thể làm trầm trọng các bệnh về tim, phổi và hô hấp. Trẻ em, người già và những ai có tiền sử bệnh lý đặc biệt ảnh hưởng. Thông báo của Đại sứ quán Anh Hà Nội hôm 1 tháng 10 có đoạn viết như vậy. Và sau đây chúng tôi cũng chia sẻ cái đường link để các bạn có thể trực tiếp xem trang của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội cũng như các nước khác để biết cái thông tin bằng tiếng Anh. Cơ quan ngoại giao của Anh cũng kêu gọi các công dân nước mình ở Việt Nam tìm kiếm thông tin về chất lượng không khí cũng như các biện pháp phòng ngừa trên trang web của Tổ chức Y tế Thế giới WHO.
Đại sứ quán Anh cũng đưa ra các lời khuyên các công dân nước mình truy cập một trang web có liệt kê các chỉ số chất lượng không khí ở trên thế giới, xem tình hình ô nhiễm với thời gian thực ở một số thành phố ở Việt Nam. Và đương nhiên, với cảnh báo này của các đại sứ quán ở các nước dân chủ phương Tây thì họ sẽ xem xét đăng lên trang web Bộ Ngoại giao của những nước này và khuyến cáo công dân mình khi đi du lịch Việt Nam và gặp vậy, hoàn cảnh như thế vậy, thì các bạn cũng sẽ thấy cái ảnh hưởng rất lớn thế nào với du lịch Việt Nam, và người dân ở các nước phương Tây chắc chắn họ lại chọn những nước khác mà không đến Việt Nam nữa. Đứng trước tình trạng bất ngờ này, công ty iVisual đã cho biết thêm nội dung như sau và chúng tôi xin chia sẻ. Đại diện iVisual hôm 8 tháng 10, tức là hôm nay, cho biết đây là danh sách các thành phố quan trọng chúng tôi xếp hạng để cung cấp bối cảnh cho người dùng. Chúng tôi thường chọn một, hai hoặc vài thành phố chính cho mỗi quốc gia. Danh sách này không bao gồm tất cả các thành phố trên thế giới và có thể thay đổi. Một thành phố có thể bị loại ra khỏi danh sách nếu trạm đo của thành phố đó không được cập nhật trong vòng 3 tiếng. Điều đó có thể xảy ra với Hà Nội vì trạm đo của chính phủ tại đây thường xuyên công bố dữ liệu trễ hơn 3 tiếng. Nhất là trong tình trạng mấy ngày qua, trạm đo của Đại sứ quán Mỹ bị hỏng, không cung cấp được dữ liệu. Tuy nhiên, sáng nay, tức là ngày 8 tháng 10 năm 2019, trạm đo của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã làm việc trở lại. Vì vậy, ngay lúc này chúng tôi đang dùng dữ liệu từ đó. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy chia sẻ trong thời gian vừa qua rất nghiêm trọng về việc Hà Nội với chỉ số tím. Và đây là cực kỳ nguy hiểm đối với tất cả mọi người. Thì như vậy, hàng triệu người dân Việt Nam, hàng triệu người dân tại Hà Nội đang phải chịu những cái nhiễm độc hàng ngày, hàng giờ mà không chết ngay nhưng mà sẽ chết từ từ. Vào cuối ngày hôm nay, ngày 8 tháng 10, thầy Vũ Khắc Ngọc đã viết tâm thư tỏ ý hối tiếc về hành động khi chưa hiểu thấu đáo về ứng dụng của iVisual đã phản ứng tiêu cực và kêu gọi nhiều người khác tấn công ứng dụng này tại Việt Nam. Và đây là hình ảnh mà thầy Vũ Khắc Ngọc đã xin lỗi iVisual qua Facebook ngày 8 tháng 10, 2019, tức là hôm nay. Thầy Vũ Khắc Ngọc ở Hà Nội đăng lời xin lỗi iVisual vào trưa ngày 8 tháng 10 trên trang Facebook cá nhân có tổng cộng hơn 180.000 người theo dõi. Ông Ngọc viết rằng ông hiểu đã có sự ngộ nhận về cách sắp xếp của iVisual và bày tỏ ông rất lấy làm tiếc khi những đánh giá tiêu cực về iVisual gây ảnh hưởng, trở ngại tới hoạt động của ứng dụng này ở Việt Nam. Tôi hy vọng có những hiểu lầm về cách sắp xếp, xếp hạng của iVisual đã được làm rõ. Các bạn sẽ nhanh chóng trở lại hoạt động tại Việt Nam. Ông Ngọc, người cũng quản lý trang Facebook mang tên Thầy Vũ Khắc Ngọc có hơn 370.000 người theo dõi, viết trong đoạn kết như vậy. Và đây là hình ảnh trang Facebook của ông Ngọc, và các bạn có thể vào đó trực tiếp để bình luận, chia sẻ cũng như là có những góp ý để cho người dân Việt Nam cùng được biết những thông tin trung thực nhất. Và Thầy Vũ Khắc Ngọc thì cũng có thể đối diện với một vụ kiện từ iVisual vì đã phu khống trắng trợn công ty này khi tổ chức tấn công mạng vào một công ty khác. Thì điều này rõ ràng là vi phạm pháp luật rất trầm trọng. Và đặc biệt là với không gian mạng hiện nay thì việc tấn công mạng là một hình thức mà nhiều quốc gia có thể phạt và có thể truy tố nhiều năm tù đối với những người làm như vậy. Và để giải quyết tình trạng ô nhiễm đạt ngưỡng nguy hiểm cho hàng triệu người dân đang sống và làm việc tại thủ đô Hà Nội, người đứng đầu Đảng và Chính phủ Việt Nam như ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc cần phải phục vụ tốt hơn nữa người dân. Nếu không thì chỉ phát ngôn của ông Nguyễn Phú Trọng như nhìn tổng quát đất nước có bao giờ được như thế này không sẽ trở thành thứ khôi hài cho hàng triệu người dân Việt Nam trong thời gian tới. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ ba, ngày 8 tháng 10 năm 2019 từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận và chúng tôi sẽ phục vụ các bạn những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.